Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ông Netanyahu cảnh báo Iran về ý định phát triển vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ làm mọi cách, sử dụng mọi nguồn lực có thể để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trả lời phỏng vấn kênh Channel 14 hôm 28 tháng 11, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu cảnh báo rằng nước này sẽ làm mọi cách để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tehran chuẩn bị đàm phán với các nước châu Âu về vấn đề này. Tôi sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn Iran trở thành một cường quốc hạt nhân. Tôi sẽ sử dụng mọi nguồn lực có thể dùng tới, ông Netanyahu nói. Hiện tại, không một quốc gia nào ở Trung Đông có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Israel được cho là đã sở hữu vũ khí hạt nhân, dù theo Aviv chưa bao giờ xác nhận điều này. Ông Netanyahu đưa ra tuyên bố trên ngay trước nỗ lực giữa Iran và ba cường quốc châu Âu là Anh, Pháp và Đức nhằm tổ chức cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran, dự kiến diễn ra trong ngày 29 tháng 11. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghet, hôm 24 tháng 11 cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao của Iran, Anh, Pháp và Đức sẽ thảo luận nhiều vấn đề khu vực, bao gồm chiến sự tại giải Gaza, Lebanon, cũng như các câu hỏi xoay quanh chương trình hạt nhân của Tehran. Ông Baghet không nói rõ địa điểm tổ chức cuộc đàm phán. Song, các nguồn tin của hãng thông tấn Kyodo News cho biết, các nhà ngoại giao sẽ gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ từ chối xác nhận thông tin này. Theo Kyodo News, cuộc đàm phán là nỗ lực của Tehran nhằm tìm giải pháp dàn xếp vấn đề hạt nhân Iran trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chính thức trở lại Nhà Trắng. Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Trump đã giúp Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức, nhóm P5+1, khiến Iran đáp trả bằng tuyên bố giảm mức độ tuân thủ thỏa thuận này. Trả lời phỏng vấn tờ The Guardian hôm 28 tháng 11, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Erekchi cảnh báo rằng Iran thất vọng khi các cam kết của phương Tây, chẳng hạn như việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Tehran, chưa được thực hiện. Tuần trước, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thông qua một nghị quyết do Mỹ, Anh, Pháp và Đức đề xuất, cáo buộc và chỉ trích Iran thiếu hợp tác với tổ chức này và với các thanh sát viên hạt nhân. Iran mô tả đây là động thái có động cơ chính trị và tuyên bố bắt đầu vận hành các máy ly tâm tiên tiến mới được thiết kế để tăng kho dự trữ uranium đã được làm giàu của nước này. Ông Erekchi hôm 28 tháng 11 nhắc lại rằng Iran không có ý định làm giàu uranium vượt mức 60%. Uranium có độ tinh khiết 60% có thể tiếp tục được làm giàu tới mức 90% để chế tạo vũ khí, trong khi uranium dùng cho các mục đích hòa bình chỉ cần độ tinh khiết 20%. Iran đe dọa phát triển vũ khí hạt nhân nếu các lệnh cấm vận không được dỡ bỏ. Ngoại trưởng Iran, ông Seyed Abbas Erekchi, mới đây đã đưa ra một tuyên bố đáng chú ý, cảnh báo rằng Iran có thể xem xét việc sở hữu vũ khí hạt nhân nếu các quốc gia phương Tây tiếp tục đe dọa tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với nước này. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, ông Erekchi chia sẻ về cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Iran và các quốc gia châu Âu tại Geneva, cho rằng đây là một phiên họp cân não trong nỗ lực tìm cách thoát khỏi thế bế tắc hiện nay. Tuy nhiên, ông cũng không giấu được sự bi quan khi không chắc chắn rằng Iran đang đối thoại với đúng bên để đạt được giải pháp. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh các quốc gia châu Âu, đặc biệt là Anh, Đức và Pháp đã chuẩn bị đối đầu sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA thông qua một văn bản chỉ trích Iran vì không hợp tác với các thanh sát viên Liên Hợp Quốc và việc nước này tiếp tục làm giàu uranium không phục vụ cho mục đích dân sự. Ông Erekchi chỉ trích Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi vì không giữ lời hứa ngừng chỉ trích Iran sau khi nước này đồng ý giới hạn việc làm giàu uranium và cho phép thanh sát viên hạt nhân kiểm tra các cơ sở hạt nhân. Trả lời về tình hình trong nước, ông Erekchi tiết lộ rằng Iran hiện vẫn tuân thủ Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân NPT và đang tìm kiếm hợp tác với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, ông cũng cho biết có một cuộc tranh luận gay gắt trong giới lãnh đạo và cả trong công chúng về việc liệu Iran có nên thay đổi chính sách hạt nhân hay không, đặc biệt khi Iran đã thực hiện các cam kết nhưng các lệnh trừng phạt vẫn không được dỡ bỏ. Iran đã làm bất cứ điều gì phương Tây yêu cầu, nhưng khi đến lúc họ phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt, điều đó lại không xảy ra, ông nói. Cảnh báo mạnh mẽ hơn, ông Erekchi cho biết nếu các quốc gia châu Âu tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đây sẽ là động thái thuyết phục người dân và các lãnh đạo Iran tin rằng họ cần thay đổi chính sách hạt nhân của mình, xóa bỏ mọi tiến triển đạt được sau gần một thập kỷ đàm phán và thực hiện thỏa thuận hạt nhân quốc tế.
Ông cũng lưu ý, chỉ có nhà lãnh đạo tối cao Iran mới có quyền quyết định về việc sở hữu vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này không phải là một phần trong các tính toán an ninh hiện tại của Iran. Tuyên bố của ông Erici làm nổi bật căng thẳng ngày càng tăng giữa Iran và phương Tây, đặc biệt là trong bối cảnh những cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran tiếp tục diễn ra mà không đạt được những kết quả rõ rệt và những lo ngại về sự thất bại của các biện pháp ngoại giao trong việc ngăn chặn Iran phát triển năng lực hạt nhân. Israel và Hezbollah đồng ý ngừng bắn. Ngày 26 tháng 11, Tổng thống Mỹ Biden nói rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah, Lebanon sẽ có hiệu lực vào ngày 27 tháng 11 sau khi cả hai bên chấp nhận thỏa thuận do Mỹ và Pháp làm trung gian, theo hãng tin Reuters. Ông Biden đưa ra phát ngôn trên sau khi Nội các An ninh của Israel phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn với tỷ lệ ủng hộ 11. Ông Biden nói rằng thỏa thuận này mở đường cho việc chấm dứt cuộc xung đột đã làm hàng nghìn người thiệt mạng kể từ tháng 10 năm 2023 và hướng tới việc chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch giữa Israel và Hezbollah. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Lebanon Najib Mikati, nói thêm rằng giao tranh qua biên giới Israel-Lebanon sẽ chấm dứt vào lúc 4 giờ sáng ngày 27 tháng 11 theo giờ địa phương. Thỏa thuận này được thiết kế để chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch. Các phần tàn dư còn sót lại của Hezbollah và các tổ chức khủng bố khác sẽ không được phép đe dọa an ninh của Israel thêm một lần nào nữa, ông Biden nhấn mạnh. Cũng theo ông Biden, Israel sẽ rút quân dần dần trong khoảng thời gian 60 ngày khi quân đội Lebanon kiểm soát lãnh thổ gần biên giới với Israel để đảm bảo Hezbollah không xây dựng lại cơ sở hạ tầng tại đó. Người dân ở cả hai bên sẽ sớm có thể trở về nhà một cách an toàn, ông Biden nói thêm. Ngoại trưởng Lebanon Ahbalat Bouhabib trước đó cho biết quân đội Lebanon sẵn sàng triển khai 5.000 quân ở miền nam Lebanon nếu quân đội Israel rút lui. Thủ tướng Netanyahu ngày 27 tháng 11 nói rằng Israel sắp thực hiện lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Nếu Hezbollah vi phạm thỏa thuận và cố gắng tái vũ trang, chúng tôi sẽ tấn công. Nếu họ cố gắng xây dựng lại cơ sở hạ tầng khủng bố gần biên giới, chúng tôi sẽ tấn công. Nếu họ bắn một quả rocket, nếu họ đào một đường hầm, nếu họ mang vào một chiếc xe tải chở rocket, chúng tôi sẽ tấn công, ông Netanyahu nói. Ngày 26 tháng 11, điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Lebanon, bà Jenny Hennis-Blatcher, hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn, ca ngợi các bên tham gia thỏa thuận đã nắm bắt cơ hội để khép lại chương tàn khốc này. Israel dội bom dồn dập xuống thủ đô Lebanon trước giờ ngừng bắn với Hezbollah. Trước khi đạt thỏa thuận ngừng bắn, Israel đã tiến hành một loạt các cuộc không kích cùng lúc vào chiều ngày 26 tháng 11 nhằm vào 20 mục tiêu ở phía nam Beirut trong vòng 2 phút, ngay trước lệnh ngừng bắn tại Lebanon được công bố. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, trong vòng 2 phút, họ đã tấn công tổng cộng 20 địa điểm ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Lebanon sau khi cảnh báo sơ tán rộng rãi. Theo IDF, chùm các cuộc không kích nhanh chóng và rộng khắp này được thực hiện bởi 8 chiến đấu cơ. Trong 20 địa điểm bị không kích, có 7 tòa nhà IDF nghi ngờ là nơi Hezbollah quản lý và lưu trữ tiền. 13 địa điểm còn lại, theo IDF, bao gồm một trung tâm lực lượng không quân của Hezbollah, một phòng chỉ huy của bộ phận tình báo, kho vũ khí và các cơ sở hạ tầng quân sự khác. Trước đó, vào sáng cùng ngày, IDF xác nhận đã tấn công 6 tòa nhà ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. IDF cho rằng đây là địa điểm đơn vị tên lửa bờ biển của Hezbollah sử dụng và làm trung tâm chỉ huy. Cảnh báo sơ tán cũng đã được ban hành cho các địa điểm này. Quân đội Israel tiết lộ tổng cộng có 26 cuộc không kích đã được tiến hành tại Beirut vào ngày 26 tháng 11. Theo IDF, khoảng 330 địa điểm của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam Beirut đã trở thành mục tiêu không kích kể từ khi giao tranh diễn ra. Trong khi đó, để so sánh, tại chiến tranh Lebanon lần thứ 2 năm 2006, có khoảng 140 địa điểm đã bị tấn công. Trong cùng ngày 26 tháng 11, Tổng thống Mỹ Biden và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron thông báo Israel và Lebanon đã chấp thuận đề xuất của Washington về lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hezbollah. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 4 giờ ngày 27 tháng 7 theo giờ địa phương, lúc 9 giờ cùng ngày theo giờ Hà Nội.
Khi có hiệu lực, thỏa thuận này sẽ chấm dứt hơn một năm bạo lực nổ ra kể từ khi Hezbollah tấn công Israel vào ngày 8 tháng 10 năm 2023. Từ tháng 10 năm 2023 đến nay, Israel đã khiến 1,2 triệu người Lebanon phải rời đi và 3.768 người tử vong, hầu hết trong số họ qua đời trong 2 tháng gần đây. Theo thỏa thuận ngừng bắn, quân đội Israel sẽ rút khỏi miền nam Lebanon, trong khi Hezbollah sẽ rút lui về phía bắc sông Litani, chấm dứt sự hiện diện của họ ở dọc biên giới phía nam sông Litani. Điều này sẽ mất 60 ngày và quân đội Lebanon sẽ triển khai về phía nam để giám sát lệnh ngừng bắn. Đáng chú ý, Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ sẽ có động thái mới nhằm dẫn đến lệnh ngừng bắn ở Gaza trong những ngày tới sau khi Israel và Hezbollah đạt được thỏa thuận. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!